Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi của ngày đầu tiên năm 2019, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 cho 9 điển hình đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố sống có lý tưởng, có khát vọng và hoài bão cao đẹp, dám dấn thân hành động cống hiến vì Tổ quốc, vì cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Như đã trở thành thông lệ suốt 12 năm qua, lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào đầu năm mới với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo thành phố. Năm nay, đến tham gia lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành cùng tập thể Ban Thường vụ Thành đoàn, đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố đến tham dự. Năm 2018, qua rà soát hàng ngàn gương thanh thiếu nhi thành phố tiêu biểu trên các lĩnh vực, từ 67 hồ sơ đến từ các đơn vị gửi về, sau các bước triển khai, thẩm định hồ sơ, bình chọn trên mạng, Hội đồng bình chọn đã họp xét và thống nhất bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 cho 9 điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và cống hiến. Đó là bạn Phan Thị Lan Anh, kế toán viên phòng kế toán kho bạc nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Ngọc Chiến, kỹ sư điện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng Bến Nghé, bạn Lê Chí Cường, phó bí thư đoàn khoa Liên chi hội trưởng khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường 3 quận Gò Vấp, bạn Nguyễn Hải Đăng, vận động viên cầu lông, em Cao Thanh Hiếu, liên đội trưởng liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Du quận Gò Vấp, bạn Hồ Đức Hoàng, giám đốc điều hành tại công ty cổ phần chỉ số tín nhiệm quốc tế EPRAN Index Value, bạn Nguyễn Hải Long, phó trưởng phòng văn bản pháp quy Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Trần Chí Thiện và bạn Tôn Thất Vĩnh, sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là được nhận danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 thì em cảm thấy rất là vui và vinh dự vì đó là một danh hiệu cao quý và đó cũng là nguồn động lực để em cố gắng học tập thật tốt và rèn luyện tốt năm điều Bác Hồ dạy. Hôm nay em rất xúc động và tự hào khi được là một trong 9 gương mặt trẻ được nhận danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Đây sẽ là một niềm động lực, một sự động viên rất là lớn cho em tiếp tục để vững bước trên con đường của mình, cho em tiếp tục có thêm niềm tin để đóng góp và cống hiến, góp phần tạo ra những giá trị sống tốt đẹp cho xã hội, cho thành phố. Các điển hình công dân trẻ năm nay là những tấm gương sáng tích cực lan tỏa trong cộng đồng xã hội, để đoàn viên thanh niên thành phố học tập noi theo, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và cống hiến của các gương điển hình công dân trẻ tiêu biểu năm 2018 trong học tập, lao động, rèn luyện. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong rằng mỗi công dân trẻ tiêu biểu phải tiên phong đi đầu trong đóng góp các ý tưởng sáng tạo, đột phá vì thành phố phát triển và giải quyết các vấn đề mà thành phố đang quyết liệt thực hiện. Chúng ta nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và cống hiến của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác trong năm 2018 vừa qua. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố trong việc tổ chức các hoạt động thực hiện chủ đề năm tuổi trẻ sáng tạo sau Đại hội Đoàn thành phố lần thứ 10 năm 2017. Và tuổi trẻ thành phố sáng tạo chính là nòng cốt cho Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo. Chúng tôi tin rằng với những nguồn điển hình tiêu biểu này, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các đơn vị truyền thông, chúng ta sẽ có dịp nói sâu, nói kỹ về những tấm gương trong quá khứ và hiện tại của tuổi trẻ, góp phần tạo nên niềm tin Thành phố Hồ Chí Minh đi lên bằng sáng tạo. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi mong muốn mỗi đoàn viên thanh niên, các bạn thiếu nhi ở từng vị trí của mình tiếp tục xung kích bản lĩnh khát vọng, rèn luyện phấn đấu, đóng góp xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hình thành phong trào thi đua sáng tạo của toàn thành phố. Chúc các bạn công dân trẻ tiêu biểu hôm nay, các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố tiếp tục vững bước đi lên trên con đường mà mình đã chọn, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, đạt những thành công mới, thắng lợi mới. Xin kính chúc các đồng chí
quý vị đại biểu, các bạn thanh thiếu niên năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Chương trình tuyên dương như một thông điệp tốt đẹp, một lời chúc đầu năm mới của tuổi trẻ thành phố gửi đến các đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố và nhân dân, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ thành phố tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế xã hội thành phố trong năm 2019 với chủ đề Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội.